Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để cài đặt một cái con F3 Chrome. Thì đây là một cái dòng F3 nói chung. Thì tất cả những cái dòng F3 hiện nay trên thị trường các bạn, nó sẽ không cho chúng ta upload firmware online nữa, mà nó dành hết cho F4 và F7 rồi. Nên F3 chúng ta phải upload offline nha các bạn. Thì cái cách upload offline thì bây giờ mình sẽ làm một cái video mình hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là các bạn muốn up up được cái firmware cho nó thì bắt buộc chúng ta phải đưa về cái chế độ mà DFU nha. DFU thì hiện tại á trên này nó có hỗ trợ chúng ta một cái nút. Cái dòng F3 này là dòng mới nhất bây giờ các bạn. Mặc dù là F3 nhưng mà nó là dòng mới, nó hỗ trợ, nó để sẵn cái nút bút ở đây. Những cái dòng trước là chúng ta phải lấy hai cái kim chúng ta phải châm vô đây nha. Nhưng mà trên cái con này thì nó đã hỗ trợ cho chúng ta thêm một cái nút để chúng ta có thể sử dụng rồi. Thì bây giờ mình sẽ nhấn nha, mình nhấn. Sau đó mình cấp cái mình cắm vô máy vi tính nha. Thì cái chế độ khi mà các bạn đưa về cái chế độ DFU thì chỉ có một cái đèn đỏ này nó sáng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô cái mở chúng ta mở Betaflight lên. Thì khi các bạn mở Betaflight lên đó, thì các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ vô cái phần là flash các bạn. Giờ mình sẽ tắt đi để mình mở lại nha. Rồi, bây giờ mình vô phần firmware. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Sẽ có cái phần mà local firmware này. Các bạn dẫn cái đường dẫn nó tới cái nơi mà các bạn đã tải một cái firmware beta, ví dụ như là mình đã tải sẵn cái beta 4.0 ở đây rồi. Đó. Đó. Sau đó chúng ta open nó. Thì sau khi open xong á, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái flash firmware này các bạn. Thì các bạn vô các bạn nhấn flash là nó chạy thôi nha. Sau đó các bạn sẽ chờ nó chạy hết cái thanh này là các bạn đã flash firmware được cho nó ha. Thì các bạn lưu ý một điều là khi mà chúng ta upload firmware cho những cái dòng F3, chúng ta sẽ chọn cái firmware 4.0 thôi, bởi vì 4.0 là một trong những cái version của cái Betaflight nó ổn định nhất các bạn, dành cho những cái con F3, F4 và F7. F7 thì sau này thì nó hỗ trợ cái tốc độ xử lý nhanh hơn thì các bạn có thể nâng cấp thoải mái, nhưng mà riêng về F3 thì các bạn nên chơi 4.0 thôi nha, bởi vì 4.0 là nó đủ cho các bạn chơi những cái bài khó rồi. Mà các bạn lưu ý một điều là khi mà chúng ta upload firmware càng cao thì nó càng ăn cái CPU của chúng ta nhiều. Đó. Thì khi nó ăn nhiều vậy á thì cái tốc độ xử lý của nó có thể sẽ rất là dễ bị gặp lỗi các bạn. Nên đối với những cái dòng F3 hoặc là F4 thì mình khuyên các bạn chơi version 4.0 thôi. Đó. Thì sau khi mình upload xong thì các bạn thấy cái đèn xanh nó chớp nha. Thì sau khi nó chớp xong thì chúng ta connect nó thôi. Đó. Thì sau khi kết nối xong thì các bạn thấy là trên cái màn hình của chúng ta là nó bắt đầu nó chạy rồi ha. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt cho nó thôi. Thì ở đây là các bạn lưu ý nha, ở đây nó sẽ có cái gì các bạn? Nó có cái OAT 1, OAT 2 và OAT 3. Nó ghi rõ ở đây rồi nha. Đó. Ví dụ như là OAT 1 là bốn kim này, bốn cái chân này. OAT 2 là cái này. Đó. OAT 3 là cái này. OAT 3 là cái này nha. Đó. Thì khi mà chúng ta tùy vô cái OAT mà các bạn mở 1 2 3 này, các bạn set up RS cho nó. Thì ví dụ như là mình hàn cho OAT 2, mình sẽ mở RS OAT 2 và mình save lại thôi. Thì lúc đó là chúng ta sẽ sử dụng cái OAT 2 để làm cái chân gọi là RS nha các bạn. Rồi. Configuration ở đây thì các bạn sẽ chọn là multi hoặc là desock tùy vô cái SSD của chúng ta. Quạt X là đúng rồi ha. Đó. Ở đây các bạn thấy này, nó để 2.67 và 1.3, đây là cái giải mà ổn định nhất nha, dành cho F3. Thì các bạn thấy cái CPU của chúng ta nó lót tầm khoảng 23 25% là quá hút rồi ha.
Về cái phần RC này các bạn chọn nha. Ví dụ như là các bạn xài RX-PBM thì các bạn chọn PBM. AdBird thì chúng ta sẽ chọn AdBird. Thì ở AdBird ở đây nó sẽ có là AdBird dành cho cái như cái dòng AdBird này nó sẽ dành cho Bright Sky mà Bright Sky hỗ trợ AdBird. Còn ví dụ như là Bright Sky nó sẽ có cái hệ gọi là iBird hoặc là những cái một số những cái dòng gọi là RX nó dùng iBird thì các bạn chọn iBird nha hoặc là Grab File ha. Đó. Tùy. Cái này thì thường thì mình hay sẽ chọn AdBird nha, bởi vì đa số là xài AdBird rồi sau đó chúng ta sẽ save lại thôi. Đó. Thì sau khi save lại xong là chúng ta đã có một cái hệ setup gọi là cơ bản rồi nha các bạn. Lúc đó thì các bạn có thể thoải mái các bạn cài đặt nha. Đó. Thì đây là những cái bước mà mình hướng dẫn cơ bản để cho các bạn có thể cài đặt một cái F3 bất kỳ. Và cụ thể là cái con F3 Pro này nha. Đó vậy thôi. Còn khi các bạn cài đặt vô cái RX mà cái chân của chúng ta nó không có được gọi là nó không có đúng các bạn. Ví dụ như là mình thử cái này. Hiện tại nó không có RX ha. Thì trong trường hợp mà các bạn khi mà các bạn chỉnh á mà cái phần cái ROM này nó chạy xuống đây mà cái thoát này nó chạy lên đây này các bạn. Nếu các bạn để ý các bạn thay đổi hai cái thằng này. Chỉ cần thay đổi hai cái thằng AE hoặc là TA thôi ha là nó sẽ tự động nó về đúng nha. Và đây là cái bảng đúng của nó này các bạn, là thoát nó phải là dưới 1.000 ha, còn những cái này nó phải tầm khoảng ở giữa là nó sẽ đúng cho cái trường hợp mà các bạn RX của chúng ta khi mà chúng ta setup một con quạt. Về cái phần mod này á, thì chúng ta sẽ có arm thì các bạn add brand vô, sau khi add brand vô các bạn sẽ chọn những cái os. Những cái odd là những cái kênh mà ở trên cái TX của các bạn muốn cái stick nào á thì các bạn khi mà các bạn để auto các bạn gạt cái stick đó là tự động nó sẽ nhảy nha. Ví dụ như là mình gạt cái stick 1 thì ví dụ nó nhảy thằng này và sau đó chúng ta sẽ cài đặt nha. Mình kéo cái này nè. Mình kéo cái này để mình cài đặt khi mà các bạn bật lên á thì cái chân vàng này các bạn nó nhảy vô cái phần vàng này là nó on nha. Còn ngược lại nó off nha. Tương tự như ví dụ như chế độ angle. Các bạn add frame nó là chế độ angle. Chế độ horizon các bạn ấy cái range của nó sẽ vô horizon ha, tương ứng với stick. Khi mà chúng ta không có setup hai thằng này là nó tự động nó acro nha các bạn, nó sẽ là chế độ acro là không cân bằng, thì lúc đó là các bạn bắt buộc là các bạn phải điều khiển bằng tay nha. Thì đây là một trong những cái mà hướng dẫn cơ bản để cho các bạn có thể upload một cái con firmware F3 và đặc biệt là F3 acro nha. Mình không có thời gian nhiều nên ra mình làm ngắn gọn để cho các bạn up firmware thôi, bởi vì nó sẽ dùng chung cho rất là nhiều những cái dòng firmware khác nhau và đặc biệt là các bạn phải tải được cái firmware của nó, thì cái firmware của nó thì mình sẽ đăng lên hoặc là các bạn vô cái trang web các bạn tải nha. Rồi, cảm ơn mọi người.